Em đang đi ra phố đi bộ đường Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị ha. Thì cái đoạn đường đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ này giờ hiện tại bây giờ giữa trưa rồi mà tất cả các em vẫn quay phim chụp hình selfie ha, rất là đẹp. Luôn nè. Đó, đây là quán cà phê ha. Trước đường Đồng Khởi. Selfie quá trời luôn nè, rất là nhộn nhịp luôn tất cả cô chú anh chị. Đây là ngay ngã tư đường Nguyễn Du ha, Đồng Khởi cà phê cộng nè, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đây là toàn quan cảnh buổi sáng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị. Dạ em đi giữa trưa rồi nha. Đó, giờ nắng rồi. Cái này là khu vùng binh nè. Cô chú anh chị, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Giờ giữa trưa nắng quá, cảnh quá đẹp luôn. Em đang đứng ở đường đi bộ Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị. Giờ trưa rất là nắng luôn ha, nhưng về bằng đêm á thì đường phố đi bộ Nguyễn Huệ này rất là đông luôn ha. Có du khách nước ngoài đi luôn tất cả cô chú anh chị. Đó, giờ giữa trưa rồi nhưng mà cũng vẫn có nhiều cô chú anh chị đến selfie lắm nha, cả bồ câu luôn tất cả cô chú anh chị, rất là dạng luôn nè. Bồ câu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tòa nhà cao ngút luôn tất cả cô chú anh chị. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nha, nắng quá. Đây là nhà sách Nguyễn Huệ cô chú anh chị. Em thì em già đang đứng lưng chừng giữa đường phố đi bộ Nguyễn Huệ cô chú anh chị, rất là lớn luôn. Xa xa cô chú anh chị thấy tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuốt xa luôn nha, trung tâm tòa nhà lớn luôn đó cô chú anh chị. Xa xa mình là bến Bạch Đằng ha. Đây là cuối đường Nguyễn Huệ phố đi bộ nè. Đây là em đang đứng ở cuối đường phố đi bộ Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị. Khung cảnh bến tàu Bạch Đằng tất cả cô chú anh chị. Đây là bến Bạch Đằng nha, cảnh quá đẹp luôn nè. Nơi phố đi bộ của tất cả cô chú anh chị. Đây là nơi bán vé tàu để mình đi trong thành phố tất cả cô chú anh chị, cảnh quá đẹp luôn. Cái phong cảnh Sài Gòn của mình rất là đẹp luôn tất cả cô chú anh chị khi mà đứng ở vị trí bến Bạch Đằng mình ha, ngay trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ mình luôn. Đây là vị trí bến tàu là để mình đi vòng thành phố chắc tất cả cô chú anh chị. Còn đây là bến tàu ha, để mình đi Sài Gòn Côn Đảo rồi đó, ở Sài Gòn Vũng Tàu nữa tất cả cô chú anh chị. Đây là cao tốc ha. Tòa nhà cao cao là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ cô chú anh chị. Nó là du khách nước ngoài đi rất là đông luôn á. Đây là vị trí dòng xe Trần Hưng Đạo và tất cả cô chú anh chị. Này là bến tàu Bạch Đằng nè. Đây là bến tàu cao tốc nè cùng cô chú anh chị, bến Bạch Đằng ha, đi cùng đảo Vũng Tàu rồi á. Đẹp quá trời cô chú anh chị.
Sài Gòn của mình ha, quận nhất của mình ha. Đẹp quá trời. Đó thì em cũng đã quay ra ngược lại đường phố đi bộ Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị. Em chia sẻ cho cô chú anh chị xem vào ngày chủ nhật mình ha. Thì buổi tối cái đoạn đường phố đi bộ Nguyễn Huệ này rất là đông luôn ha. Còn giờ em đi bằng ngày nóng thì ít người đi lắm tất cả cô chú anh chị. Đó, đây là cô chú anh chị. Nó qua đường là mình là con phố đi bộ nha. Phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Du lịch khắp nước ngoài tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nói giờ giữa trưa rồi tất cả cô chú anh chị. Cảnh Sài Gòn của mình rất là đẹp luôn tất cả cô chú anh chị. Nhất là đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Đó, hay giữa trưa nè. Đó, đây là khu Hùng Binh ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ tất cả cô chú anh chị. Cũng đã ra nơi vị trí bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà tất cả cô chú anh chị. Đây là đang đứng vị trí là đường Nguyễn Du ha, đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ á. Đó thì đây là vị trí ra Dinh Độc Lập ha tất cả cô chú anh chị. Đây là trước cổng nhà thờ Đức Bà nè, bưu điện thành phố nè. Đó, đây là trường học Hòa Bình đó tất cả cô chú anh chị. Toàn quanh cảnh trước bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà. Cảnh quá đẹp luôn, Sài Gòn của mình luôn. Còn đây là đường Nguyễn Du ha. Đi ra phố đi bộ với tất cả cô chú anh chị. Phố đi bộ Nguyễn Huệ mình á. Bộ cầu rất là dạng luôn cô chú anh chị ơi. Lối đi qua bên cổng nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố nè.